Alo, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay anh em chúng tôi đang tác nghiệp tại xưởng làm rổ nha. Rồi hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Rồi.
vâng em thanh. Chào tất cả các bạn, hôm nay nắng quá, mình sẽ đi quay cho các bạn xem. Đây là cái xưởng người ta làm bột mì nha, rất là nhiều. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Tôi quay tôi làm việc khác. Không, em quay sơ thôi, đâu có đứng nhiều đâu. Quay sơ để lấy cho cái